Xin chào mừng tất cả mọi người lại quay trở lại với kênh Dường Mai Phúc An nhà em nha mọi người. Thì mọi người ơi, tiếp tục cái series về cúc thọ hương á mọi người. Thì hôm nay em giới thiệu đến mọi người loại cúc thọ hương là thọ hương số 5 bên em nha mọi người. Thì cúc thọ hương số 5 bên em mọi người là cái loại chiên để chúng ta lấy bo nha mọi người. Cái loại này thì gốc nó không có to lắm ha. Và nó cao nha mọi người, gốc không to nhưng mà được cái nó cao ha. Và lá rất là xanh tốt để dành cho mình lấy bo mọi người. Thì em sẽ giới thiệu đến mọi người nha. Đây nha mọi người, thì đây là cúc thọ hương bên em á mọi người. Thì với cái cúc thọ hương lấy bo này mọi người, cái cây nó cao tầm 4 tấc nha mọi người. Từ 35cm đến 40cm là từ 3 tấc rưỡi đến 4 tấc á mọi người. Thì cây hiện tại là như thế này nha mọi người. Đây cây như thế này nha. Thì cây như thế này á mọi người em bán với giá là 80.000 đồng nha mọi người. Rồi cây như thế này với 80.000 đồng nha. Thì một cây như thế này thì mọi người lấy trên chục bo nha mọi người. Và cây đặc biệt rất là xanh tốt quá mọi người. Và đặc biệt khi mua hàng bên em á, mọi người được kiểm tra nha mọi người. Được kiểm tra trước khi thanh toán ha. Cây xanh tốt như loại em nói mọi người nhận giúp em nha. Cái gốc thì nó không có to nha mọi người. Cái loại này loại lấy bo ha, nó không có to lắm nha mọi người. Cái gốc thì nó chỉ nho nhỏ dễ thương thế này thôi nha mọi người. Đây gốc không có bự nha. À em nói với mọi người là gốc không bự nha mọi người. Nhưng mà lá nó cực kỳ xanh tốt ha. Mình có thể lấy bo vô tư thoải mái nha mọi người. Thì bán cúc thọ hương mọi người em bao đúng giống ha, đúng hoa 100% là cúc thọ hương nha mọi người. Đây là cái mặt hoa cúc thọ hương bên em nha, 100% là đúng giống đúng chuẩn nha mọi người. Thì mọi người mua hàng thường xuyên bên vườn của em á, thì mọi người biết nha mọi người, em bán là em bán bao giống ha, bao đúng chuẩn đúng hoa luôn nha mọi người. Đúng giống và đúng chuẩn thì em mới bán nha. Đây là cái câu nói nằm lòng của em mọi người, tại vì em sẽ chịu trách nhiệm với sản phẩm mình bán ra cho khách hàng á mọi người. Nên mọi người cứ yên tâm về vấn đề đó nha. Em bán là em bao giống đúng chuẩn đúng hoa nha. Em sẽ xoay một vòng cho mọi người xem nha mọi người. Thì mọi người ơi, cái lô của này mọi người em có tầm 1.000 cây á mọi người. Thì mình muốn mua cúc thọ hương á, thì mình hãy liên hệ với em sớm nha mọi người. Cái loại này thì mình để lấy bo nha mọi người. Lấy bo Vivu luôn mọi người ơi, rất là nhiều bo nha. Và những cái clip trước em có giới thiệu đến mọi người một số loại cúc thọ hương có gốc đẹp đế quái để trồng á mọi người. Thì mọi người có thể cân nhắc mình lựa chọn cái nào phù hợp với mình nha mọi người. Còn cái này là rất là thích hợp cho mình lấy bo nha mọi người. Cũng có thể trồng nha mọi người, nhưng mà trồng á thì cái gốc nó hơi nhỏ xíu nha mọi người. Đây nè, cái gốc nè, em quay cận cảnh gốc cho mọi người xem nha. Cái gốc này nó nhỏ nha, nó hầu không bằng cái loại 100.000 nha mọi người. Cái loại 100.000 với 120, loại đó mình trồng rất là tốt nha mọi người. Nhưng mà cái loại 100.000 với 120 thì không có bo nhiều bằng loại 80 này nha mọi người. Thì em bán, em nói thật về sản phẩm để dễ bán nha mọi người. Thì mọi người ơi, mọi người muốn mua cúc thọ hương thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0984 955 952 nha mọi người. Và số điện thoại là 0353 494 737 nha. Và em tên là Kim Ngân á mọi người, thì mọi người liên hệ với em để chọn được những cái giống thọ hương để phù hợp với mình nha mọi người. Thì chắc em xin kết thúc video tại đây á mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em nha mọi người. À quên nữa thì mọi người ơi, cái này mọi người 80.000 đồng một cây ha. Em nhận đơn á thì em nhận đơn từ 3 cây trở lên nha mọi người. Và em bao ship từ 5 cây nha. Và 10 cây thì em sẽ tặng một nha mọi người. Rồi 10 cây em bao ship và tặng một ha. Em nhận đơn thì em sẽ nhận đơn từ 3 cây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em nha mọi người. Chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. Thì hôm nay là ngày 17 tháng 3 nha mọi người. Em quay rất chiều tầm 5 giờ chiều nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Tạm biệt tất cả mọi người.